bỏ tạo phụ của anh thôi. Đang cày cấp. Đang cày cấp. Bây giờ mới lên 14 thôi anh à. Em ước gì anh chơi ở trong room em lên level 45. Anh biết level 45 là tặng ra bao nhiêu không? Bây giờ 14 thôi, anh cổ 45 đi anh. Bốn năm là bao nhiêu anh? Anh ở Quy Nhơn à? Hay là ở quận mấy? Em có vào quận một quận hai chơi rồi. Đi vô đấy chơi bạn nhưng cũng không biết chỗ chơi nên tặng cái này sao ta, tặng cái gì ạ? Anh tặng em quà mới đi, quà Halloween nè. Mấy trăm viên ơi, 100 viên này nè. Anh nạp đâu vậy? Thì đó, chỗ anh rung chuông đó, có mấy cái quà đó. Cái phần nào nhỉ? Phần hot đó, phần hot cái quà 100 kim cương á. Skeleton này. Skeleton nên tập trung mà anh biết rồi mà. Anh nạp bao nhiêu viên kim cương nhỉ? Anh nạp ở trên app luôn hay sao vậy? Đúng không? Anh nạp trên app thì đắt hơn đó. Nạp ở đại lý nó rẻ hơn đó anh. Đúng rồi đó anh. Cảm ơn anh ạ. Có Halloween đó, sắp đến Halloween rồi nè. 31 tháng 10. Cứ đến ngày gì ở đây lại ra mấy cái quà mới kiểu nhân ngày đó ấy. Đó, nạp tiền trên app rồi, trời ơi. Anh để anh cứ nạp ít thôi, để lúc nào anh nạp nhiều để em nạp cho. Em nạp cho anh rẻ hơn á. Trừ vào thẻ. Thì ở trên này họ không biết họ mới nạp kiểu đó thôi, chứ đây có mấy đại lý bán kim cương ấy anh, nó rẻ hơn chút. Nạp 1 triệu là được 2k1, 2k2 đó. Nạp 1 triệu là được 2k2 à? Thì anh chơi, anh thích idol nhảy, anh thích idol hát gì? Để em còn biết. Đúng, đôi khi chỉ cần như vậy đúng không?
tạo ra là chỉ tặng Johnny rồi đó. Vinh dự quá, vinh hạnh quá. What are you doing? Great. Ai đòi lên đây vậy? Anh đổi được chưa anh? Anh đâu rồi? Vẫn chưa thấy đổi ấy. Anh dùng điện thoại gì đó? Để cho mưa lần là hồi thăm nên vào chung trong em đi theo cơn mưa ngâu bầy chim lá cánh khóc hoàng tìm nhau ai đồng ai đêm hết bao sầu sầu. Gì em thấy lão mắt hả? Em có thấy anh để điện thoại đây này, em mới nhìn nè. Gì mà ZTE gì à? B50. Làm cái gì đó? Mr. K. Master chứ. Master K. Tên hay đó anh. Hay, tên hay. Ôi, anh đổ cả ảnh luôn ha. Em phải vào xem luôn không thì anh lại đuổi lại. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh bao nhiêu tuổi? Xem một con đường dài, ta chỉ rõ một quãng đường. Hơn em Facebook Master Thịnh. Ủa anh đọc Facebook của anh lên đây
Thank you.